Ban An toàn Giao thông thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa có công văn đề nghị các ngành địa phương đẩy mạnh triển khai đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ thi tốt nghiệp trong học phổ thông năm 2021. Theo đó, đề nghị Ban An toàn Giao thông các quận huyện triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian tổ chức các kỳ thi kết hợp với tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống COVID-19 trên địa bàn quản lý tuyên truyền phổ biến đến các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn quản lý để biết và thực hiện công an quận huyện xử lý nghiêm các vi phạm về trực tự an toàn giao thông các đơn vị tổ chức lực lượng chốt trực kiểm tra điều tiết hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các tuyến đường tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh đến điểm thi đúng giờ theo quy định tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các ô tô tải lưu thông không đúng quy định theo chủ trương của ủy ban nhân dân thành phố